Rồi, hello, xin chào các bạn đến với kênh Mai Vàng Tấn Châu của mình ha. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Thì video hôm nay mình sẽ chia sẻ về vấn đề có nên sử dụng cái phân mà 6 30 30 30 hay là cái phân 10 30 30 để mà kích nụ cho cây mai hay không, và nếu mà sử dụng thì sử dụng như thế nào cho nó đúng và nó không bị si cây của mình. Thì nếu video này hay thì các bạn hãy cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh nha các bạn. Nếu bạn nào chưa đăng ký kênh hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nha các bạn. Rồi thì trước mắt các bạn ở đây là cái phân mà 6 30 30. Thì trên thị trường nó có hai loại, là loại 6 30 30 và 10 30 30. Thì bạn biết nè, bạn thấy cái phân này nó để là kích ra hoa nè ha, tăng đầu trái nè. Thì cái mai của mình là nó kích nụ trước. Thì bạn thấy là nó có 6% là đạm ha, đạm tương đối là thấp, và đặc biệt là 30% là lân, lân cao, và 30% là kali. Bạn thấy kali rất là cao ha. Thì mình phân tích sơ về đạm trước. Đạm thì nó 6% là tương đối nó thấp ở thời điểm này. Thời điểm này thì mình xài phải 10% các bạn ha, 6% này nó thiếu đạm một chút. Thì nếu mình xài lâu này thì mình có thể là cho những cái cây mình bón lúc trước đã dư đạm rồi thì được, hoặc là những cây mà bạn bón mà đạm nó đúng rồi mà bón cái thằng này nữa thì phải thêm một chút xíu đạm nữa các bạn ha. Còn 30 lân này bạn thấy lân mà từ 30% trở lên thì nó sẽ tạo nụ rất là nhanh các bạn ha. Thì cái thời điểm này thì rễ nó ra da cũng không nhiều nên nó không có tác dụng tạo rễ nhiều, chủ yếu là để tạo nụ. Thì và mặt khác là 30% kali, thì bạn biết kali thì nó sẽ làm cho ức chế sinh trưởng cây hút đạm, để từ đó cây từ sinh trưởng chuyển qua sinh thực nha các bạn. Có nghĩa là cây từ ra chồi ra lá thì nó sẽ chuyển qua nó ra nụ. Và đặc biệt á, bón nhiều kali cao như thế nào, 30% kali, thì thời điểm này thì kali mình khuyên các bạn là sử dụng khoảng ở cái ngưỡng 20% là được rồi. 30% thì nó cao nó sẽ làm cho lá mình nó mau già, trả chất về cho thân và nó rụng lá sớm. Bạn biết mình phải giữ bộ lá sao mà cho nó tới cuối tháng 11 các bạn ha, cuối tháng 11, chứ mình đừng có để cho lá rụng quá nhiều nó trả chắc về cho thân sớm, là nó nuôi nụ sớm và nó sẽ khả năng là nó sẽ bung ha, bung khi gặp thời tiết bất lợi. Cho bạn xem cái cây này của mình á, nụ nó tùm lum nụ quá nhớ các bạn ha. Có nhiều bạn nói là trên một cây thì không bao giờ nụ đều, nhưng nào bạn thấy nè, là nụ nhỏ ha. Ở đây mình có cái nhánh này nó nụ nó chà bá luôn nè, trên một cây nè ha, bạn thấy nha, đó nụ nó chà bá. Những mình để các bạn để ý những cái nhánh mà nó không ra cơ đọt á, là nó không ra cơ đọt thì nó mau tạo nụ lớn nè ha, nụ nó mau lớn nè. Cái nhánh này nó ra cơ đọt có như đây tới đây nó ngừng nè ha, bạn thấy ha. Thì những cái nhánh mà nó không chịu ra cơ đọt thì nó sẽ tạo nụ sớm đó, bạn thấy không. Bởi vậy khi mà nó ra cơ đọt bạn bấm đọt á thì nó sẽ tích nhựa để nuôi nụ lớn lên, đó là quy tắc. À, có cây này thì nụ nó nhỏ, còn nhỏ xíu nè bạn thấy ha, trên một cây nên nó không có đều các bạn, nhỏ lớn tùm lum đó các bạn. À, thấy nụ nó còn nhỏ ha, nhánh thì nụ nó còn nhỏ nè, nhánh nụ nhỏ xíu nè. Thì nụ nhỏ như thế này thì các bạn cũng yên tâm là bây giờ cũng chưa là muộn nha các bạn. Nè bạn thấy nè, cái nhánh này nó không đi cơ đọt nè ha, thì nó sẽ nụ nó bự nè, bạn thấy nè. Còn cái nhánh mà nó đi cơ đọt là mình cắt mình cắt chặn nè ha, thì nụ nó nhỏ nè, bạn thấy ha. Đó. Mà tại sao mà có nhánh đi cơ đọt, có nhánh không, nó không đi cơ đọt. À, nhánh này cái đùm bên đây nó không đi cơ đọt, bạn thấy nó hình thành nụ chà bá liền ha ha. Vì trong quá trình rễ mình ở dưới á ha, một bộ phận rễ nào đó nó sẽ nuôi một cái nhánh nào đó tương ứng ha. Bạn thấy nè, nhánh này nè, bạn thấy nó không ra cơ đọt nhiều thì nó tạo nụ sớm, tạo nụ bự nè ha. Bởi vì ha, những cái nhánh mà nó ra cơ đọt nè, bạn thấy nó đang ra cơ đọt nè, cái nụ nó chút xíu ha, nó chập cải cả trong nách ở trong nữa nè, nó cũng nhỏ nè. À, bạn thấy nè đó. Và chính vì thế khi mà cái cây của bạn á mà ngắt đọt liên tục á thì nó mau tạo nụ lớn lên, đó là quy tắc nha các bạn. Mà mình khuyên các bạn là cứ ngắt đi ha, mình bón ở chế độ mà phân á vừa phải thôi thì nụ nó sẽ lớn dần dần chứ nó không lớn quá. À, bạn thấy như cây này nó ít đi cờ đọt nè, bạn thấy giờ nụ nó chà bá liền ha, ít cờ đọt nè. Tại vì cái chậu này bạn biết sao, mình không có thay chất trồng nè, cái trồng của nó ẩm ghê lắm,
úng nó tương đối là độ ẩm cao, nó gần gần như là uống nước luôn á. Bởi vì nó khó ra cờ đọt ha bạn thấy. Bạn lưu ý là cái chất trồng mà nó ẩm như thế này nè, bộ rễ nó không phát triển á thì nó sẽ không hút được đạm và lân. Mà đạm và lân là hai nguyên tố để mà nó ra cờ đọt. Ha bạn thấy ha. Đạm và lân là hai nguyên tố mà nó ra cờ đọt. Trong những tháng đầu năm á thì bạn thấy cái cây mà nó ít ra cờ đọt nè. Để nụ nó lớn nè. Thấy nụ nó lớn chà bá ha. Nó khả năng nó chọn bột sớm. Đó. Bởi vậy cái chậu này đáng lẽ là mình phải thay từ năm dầu rồi là các bạn, thay chất trồng được, nhưng mà mình làm biến mình không thay nè, nên cái chất trồng nó ẩm ướt hoài à, bộ rễ mình nó kém phát triển ha. Thì cây mai của mình nó sẽ chậm ra cơ đọt ha. Chậm ra cơ đọt thì nó sẽ mau tạo nụ hơn đó, đó là quy tắc. Và mình thấy cái cây này ha, cái chất trồng đó, ha, mình tưới chút xíu, mới chút xíu là nó đã khô nè, rút nhanh lắm ha. Là có nghĩa là bộ rễ là mình nó mạnh, bộ rễ nó mạnh thì nó hút được lân và đạm ra nhiều, thì bạn thấy nè, nó đi cờ đọt liền cốc nè, đi cờ đọt nhiều lắm, thì cái nụ nó bắt đầu nó nhỏ, ha, cái nụ nó nhỏ, đó. Cái nụ nó nhỏ nó lớn chậm dần. Đó. Mình nhắc lại là những cái cây mai mà nó ít đi cờ đọt thì nó sẽ mau tạo nụ, đó là quy tắc nha các bạn. Còn nó đi cờ đọt nhiều á thì nó sẽ tạo nụ trễ và nụ nó sẽ chậm lớn hơn, đó là quy tắc. Còn mình trong quá trình mình trồng á thì nếu mà cái ra cờ đọt nhiều thì mình vẫn bấm nha các bạn, bấm chặn như thế này nè, nhưng mà quan trọng là chế độ bón phân của mình. Đó. À, bạn thấy nè, cúc hoa hương cái nụ nó bự không à. Tại vì cái chất trồng của mình á là đã nay khoảng 3-4 năm mình chưa có thay nha các bạn. Ha, mình chưa thay. Chất trồng phải đảm bảo nó tươi xốp và nó thông thoáng. Đây mà nhìn là kể cả cái cây này luôn, cái trồng nó cũng không thông thoáng nha các bạn. Đó. Như có cái chất trồng bên đây nè, mình thấy cái cây này nó bự nè, cái cây nó bự ha, chậu nhỏ tưới nước là nó rút liền. Bạn thấy ha, cái cây nó sum xê ha. Thì sao, tại sao? Thì vì cái cây mai của mình á, cái bộ rễ nó không có chịu độ ẩm cao, nó không có chịu uống nước. Các bạn lưu ý điều đó. Có nhiều bạn mua cái chất trồng đất sạch các bạn, nó bệnh được bệnh cho cháu quá nhiều. Cây mai mình nó trồng cho cháu được, nhưng mà đừng có số lượng quá nhiều các bạn. Ví dụ như mình bạn pha cho cháu vô khoảng 10 đến 20% là được rồi. Có nhiều bạn mình thấy pha cho cháu 40 đến 50% cho cháu, trong đó thì không có, thì cái cây mai nó sẽ bị lèn đất liền các bạn, cái cho cháu nó lèn lắm, nó khó thoát nước. Nên khi mình tưới, đặc biệt thêm các bạn cứ bón ba cái phân mà hữu cơ á, phân ngà nén rồi đó, trong cái phân hữu cơ nó có chất mùn cao lắm. Chất mùn là cái chất mà nó giữ nước, giữ phân ghê lắm các bạn, nó làm bệnh chất trồng của mình. Đó. Mình không phủ nhận là cái phân hữu cơ nó không tốt, nhưng mà bón phân hữu cơ quá nhiều cây nó ăn không kịp á thì nó sẽ làm lèn đất của mình. Các bạn lưu ý điều đó. Cây nó không phân hủy kịp, không ăn kịp á thì nó sẽ lèn đất trồng của mình. Nha các bạn. Cây mai nó cần phân hữu cơ, nhưng mà bạn bón vừa phải, bón khi nào cây nó cần mà bón, cây nó ăn phải hết nha các bạn. Bón mà cây nó ăn chưa hết mà bạn bón dồn dập nhầm dập, nó là cái lèn chất trồng của mình. Đó. Thì điển hình mình quay cho các bạn thấy ha. Hai cái cây, một cái cây nó chất trồng nó lèn. Nè. Một cái cây chất trồng nó không lèn thì bạn thấy cái độ sung mãn của nó ha. Cái cây chất trồng lèn thì nó ít ra cơ đọt và tàn lá nó không có sum xê bằng cái cây ha, chất trồng nó không lèn. Ha, bộ rễ cây mai á bạn biết á là nó không có chịu độ ẩm cao. Nha các bạn. Bạn thấy nè. Trong đây có nhiều cái lượng chất trồng đâu mà bạn thấy cái rễ nó ăn rất là mạnh trong đây nha các bạn. Đừng có nói là chất trồng ít là bộ rễ nó ăn không mạnh đâu. Mình dám cam đoan các bạn bữa giữa một chậu mà chất trồng ít và một chậu chất trồng nhiều á thì cái số lượng rễ của cái chậu chất trồng ít á lúc nào nó cũng nhiều hơn cái chậu mà chất trồng nhiều á. Và bạn luôn luôn lưu ý điều đó nha. Nếu bạn nhiều bạn cứ sai lầm cái muốn trồng chậu to để mà rễ nó ăn ra nhiều để mà cây mau lớn là sai nha các bạn ha. Sai. Cây mai chậu á nó không có chịu được độ ẩm cao. Đặc biệt là bạn nào mà trồng cái chậu quá lớn. Cây nhỏ, cây thì nhỏ mà trồng chậu quá lớn khó thoát nước thì trong những cái ngày mưa bão như thế này nè. Tháng mưa mưa nhiều như thế này nè, mình bảo đảm cái cây của các bạn sẽ xuống lá liền, nó bị úng nước, nó vàng lá liền. Ha. Thì nãy có một bạn gửi cho mình một cái hình về cái cây mai để hỏi cái cây mai nó vàng lá khoảng trên 50% các bạn,
Thì cái hiện tượng vàng lá như vậy thì có hai nguyên nhân. Một nguyên nhân thứ nhất là dư nước, nguyên nhân thứ hai là thiếu nước. Thì cái nguyên nhân mà thiếu nước thì trong mùa mưa này thì nó rất là hiếm ha. Tại cây mai nó hình như trồng trong bồn thì mình nghĩ ngay là cái cây mai nó bị úng nước các bạn. Úng nước thì lá nó sẽ vàng như vậy. Nó bởi chính vì thế mình ưa làm clip mình mà nói đi nói lại cái vấn đề mà các bạn nên ép chậu, trồng chậu vừa thôi, mà với lại chắc trồng phải đảm bảo thông thoáng nè các bạn, đảm bảo thông thoáng. Còn cái phân hữu cơ á thì các bạn bón cũng vừa phải thôi, cây nó ăn hết thì hãy bón các bạn, bón nhiều quá nó sẽ lèn chất trồng của mình, tại vì trong phân hữu cơ chất bùn nó cao lắm các bạn đó. Rồi quay trở lại với cái phân 6. Cái phân này ha, 6-30-30 này thì mình nói lại là cái phân này các bạn chỉ nên xài bất đắc dĩ. Có nghĩa bất đắc dĩ như thế nào? Là có nghĩa là cái cây của các bạn đó tháng 9, tháng 10 rồi mà nó chưa tạo nụ thì mới can thiệp cái thằng này vô. Thì các bạn can thiệp cho mình cái thằng này vô tối đa là 2 lần thôi, tưới 2 lần thôi, hoặc là xịt trên lá 2 lần thôi. Các bạn xịt trên lá thì không cần tưới gốc, thì các bạn pha với liều lượng là 1-2g trong một nước, tùy theo cái cây của bạn lớn nhỏ và bạn muốn kích như thế nào. Vì cái phân này nếu mà bạn kích lên nó tạo nụ nhiều á thì nó sẽ hại cây của mình ha các bạn. Thì người ta tạo nụ dần dần á, ít có xài cái loại này lắm các bạn. Ví dụ như người ta tạo nụ thì thường người ta xài là cái phân là 16-16-8, người ta thêm một ít lân đơn hoặc lân nước nữa thôi là đủ rồi ha các bạn. Hoặc là người ta sử dụng thằng 15-30-15 đó. Chứ ít khi nào người ta sử dụng tới cái thằng 6-30-30 này lắm. 6-30-30 này thì mình nói các bạn ở khu vực miền Bắc thì bắt đầu bây giờ các bạn tháng rồi thì các bạn nên sử dụng cái thằng này đi ha. Sử dụng 1-2 lần đi, tại vì ngoài miền Bắc các bạn phải tạo nụ sớm hơn ở miền Nam nha các bạn đó. Thì thằng này bảo đảm các bạn tưới hoặc phun lên lá chừng 2 lần trở đi thôi là cái nụ nó sẽ hình thành rất là nhanh và mau lớn các bạn. Và bạn đừng có chủ quan là dùng thằng này để mà kích nụ là tốt nha các bạn. Bạn kích như vậy lên nụ nhiều quá thì cây mai mình nó yếu, có nghĩa là cây mai mình nó không có đủ lực để mà cho ra nụ cho bông nhiều như vậy, mà bạn cố tình bạn ép nó. Có nghĩa là một người mà khi dụ khiêng được cái một người khiêng được cái giác được mà nói một cái người giác được bao 50kg đi, nhưng mà bạn ép người ta giác 70kg, 100kg thì không thể nào người ta giác nổi. Các bạn cho dù có giác nổi thì qua ngày sau người ta cũng bị chặt khớp, đau cơ ha bạn, bị nhức mỏi thôi. Đó là vấn đề. Đương nhiên thì kích phân này cũng vậy, kích bạn sử dụng từ kích ha, cái loại này là loại kích. Kích thì nó sẽ ảnh hưởng tới cây mai của mình về lâu về dài nha các bạn. Nên tốt nhất bạn để tự nhiên các bạn. Thì tháng này thì các bạn có thể sử dụng đầu trâu 701 cũng được để tạo nụ dần dần, hoặc là các bạn nói bạn sử dụng 15-30-15 hoặc là 16-16-8 thêm một chút, sử dụng 16-16-8 vẫn được, mà thêm một chút lần nước vô cũng được các bạn, hoặc là sử dụng 3-16-17 cũng được ha, thêm một chút lần thêm nữa đó. Miễn sao là cái cây mai của các bạn đừng quá dư đạm các bạn, cái ngưỡng đạm đừng quá 15% các bạn. Tại vì bạn bón đạm nhiều quá vào cái thời điểm này thì có hai trường hợp xảy ra. Một là nó đi cờ đọt ào, nó không chịu tạo nụ. Thứ hai là cái cây đã tạo nụ rồi thì nó sẽ tạo nụ lớn hơn rất là nhanh đó, cái vấn đề đó. Rồi mình thì nói thêm cái ngoài là về cái cây mai trước các bạn, thì mình nói các bạn cứ tin tưởng mình.